Xin chào các bạn. Hôm nay giấc trưa trời khá là nắng, nên hôm nay mình thấy mấy con chồn giấc trưa nằm ngủ, dáng ngủ nhìn rất là dễ thương, nên sẵn tiện mình đây mình chia sẻ với các bạn về các con giống hiện tại có ở trên thị trường. Về trồng hương á, thì mình chia sẻ ở đây á, là theo cái kinh nghiệm và cái hiểu biết có được của từ mình và những anh em mà có hỗ trợ cho mình xem những con giống mình biết được. Những con giống thì mình chia sẻ với mấy bạn, còn những anh em có kinh nghiệm cao hơn, hiểu rõ hơn thì cũng thông cảm cho mình nếu mình có chia sẻ có gì đó không đúng. Thì theo như thị trường hiện tại bây giờ á, là chăn nuôi chồn hương á, thì chồn hương nó có theo mọi người biết thì chồn hương nó có hai loại, một loại mặt trắng và một loại mặt đen. Cái loại mặt đen á, là cái loại chồn nó là đa phần là ở miền Bắc nuôi nhiều, còn chồn mặt trắng là đa phần miền Nam. Vì con mặt đen nó thích hợp với con khí hậu miền Bắc hơn. Còn miền Nam mình này đa phần là nuôi chồn mặt trắng. Rồi trong cái con chồn mặt trắng á, thì nó lại chia ra nhiều cái loại chồn khác nhau. Trong đó nó có chồn Đước, chồn Lào và chồn Cam, Campuchia. Chồn thì chồn Đước á, thì nó chia lại làm thêm mấy loại nữa mà theo mình đã gặp và đã thấy thực tế ở ngoài á, thì mình thấy hai loại, còn cái loại kia mình chưa thấy. Thì con đước thứ nhất á, là con đước ngắn đòn, trọng lượng con cái khi nuôi trưởng thành khoảng 2 ký mấy đến 3 ký là lên giống. Thì con đước đó có ưu điểm là đẻ rất là sai, mau lên giống sớm, khoảng 8 tháng là bắt đầu lên giống. Và con đực nó dao động khoảng 3 ký mấy đến 4 ký mấy. Đực con đước, đước nhỏ con nếu mà đực nhỉ giỏi thì khoảng 3 ký mấy 4 ký. Và một cái loại đước thứ hai á là con đước bự con. Con đước bự con thì ưu điểm của con đước bự con á là nó dài đòn, cao bự. Thì con đực về bự con thì con đực có thể ba cái mấy 4 ký và đực có thể là 5 ký mấy 6 ký luôn. Nhưng mà con đực bự con là phải nuôi từ 12 tháng trở lên nó mới bắt đầu lên giống. Còn nói về đẻ thì theo mình thấy con chồn nào cũng đẻ sai hết, vì giống đực nào đi nữa thì cũng có con đẻ sai con không. Thì chứ không nhất thiết là phải nói là con nhỏ con đẻ sai, bự con đẻ không sai. Bự con nhỏ con là do cái giống thôi. Cũng như mình và tay thì nó lớn hơn mình thôi, nhưng mà cũng có tay đẻ sai vậy. Thì chồn nó cũng vậy thôi. Thì cái giống đước á, ưu điểm của giống đước á là hiện tại là có rất là nhiều. Và cái giá cả cũng phải chăng. Và cái giống đước á, là cái mà dễ nhận diện nhất á, là cái màu lông. Là cái màu lông của con đước á, là màu xám cho. Đây đấy, mình đây có con đước nè. Đước này cũng hơi lai à. Màu lông có màu xám cho. Thiên hướng về màu trắng. Thiên hướng về màu trắng và có sọc đen. Lông nó là chủ yếu là chủ lực là màu xám cho. Và cái khuyết điểm của nó là cái nó rất là dễ mập. Nuôi nếu mà không kỹ á, đối với con đước á, là nó rất dễ mập. Và một cái khuyết điểm nữa là con đước á, là thường á, là nó không có được dài đòn. Thường là nó sẽ ngắn đòn, mình bụng mình nó sẽ to, nhưng mà khi mà cân trọng lượng á, thì không bao nhiêu, không nặng bao nhiêu. Lông lá bù xù, gọi là lông, nhưng mà lông nhìn rất là đẹp, lông mướt, lông nhiều, mình bụng, dễ mập. Đó là cái khuyết điểm của con đước.
Thì con Đức là hiện tại là nuôi rất là nhiều. Thì Đức nó chia làm hai loại, Đức Đức giống to và Đức giống nhỏ hơn. Rồi còn một loại nữa nhưng mà mình chưa được tìm hiểu, chưa được biết. Và một cái giống nữa là chồn Lào. Chồn Lào thì cái đặc điểm nhận diện của nó là lông nó rất là trắng. Thì mình cũng chỉ thấy được một lần thôi, thấy được có một con thôi của cái trại anh đó. Anh dạng như anh nuôi một con để cho khách hàng vào người ta xem, người ta biết. Thì lông nó màu trắng và con Lào nuôi cũng rất là mập, cho nên là con chồn Lào cũng không được yêu thích trong chăn nuôi. Đây mình có con này là con Đức lai nè, cho nên lông nó đen và vàng. Thì con Lào thì mình không thấy nhiều thì mình xin phép không chia sẻ nhiều. Và tiếp tới nữa là con chồn cam. Con chồn mà Campuchia thì cái ưu điểm của con chồn Campuchia là dài đòn, lông của nó sát hơn là con chồn Đước. Và cái mình nó thì nhỏ, dài đòn mình nhỏ, thì trọng lượng của con chồn cam thì nó cũng khoảng 3 kg mấy đến 4 kg mấy đối với con Đực thôi, nó cũng không quá bự lắm. Nhưng mà Được là con chồn cam nó rất là dài đòn, nó vượt trội con Đước về cái khoảng dài đòn, to xương và cao, và nó cũng ít mỡ hơn con Đước. Thì con chồn cam thì mình cũng đã gặp ở bên ngoài là lông nó màu rất là đen, nhìn con chồn đen thùi lùi luôn á, vàng và đen, nhưng mà đen là chủ lực. Và nhìn nó nhỏ, nhìn nó cái mình nó nhỏ xíu à, mà dài ường à. Thì mình cũng đã gặp ở bên ngoài rồi. Và con chồn cam á, khi mà cái trại mà anh đó anh có con chồn cam đó, anh mới lấy con chồn cam anh cho nhảy phối với con cái Đước, phối với con cái Đước mà dài đòn á, thì nó sẽ đẻ ra con cam lai. Thì con cam lai á, thì nó sẽ kết hợp được giống như con mẹ với con cha nó, là có thể hên là giống cha nó là dài đòn cao, xương bự, và thừa hưởng của mẹ nó là cái bụng cái mình bự nữa, thì nó sẽ nảy sinh ra những con chồn 6 kg mấy, 6 kg mấy rất là nhiều đó. Và con cái có thể là 3 4 kg, 4 5 kg luôn. Đó là con cam lai, là con chồn có thể nói là hiện tại hiện giờ á, là cái khả năng á, là những con chồn bự con hiện bây giờ á, là cam lai là chủ đạo. Chứ con Đước á, thì nó không được nhiều vậy, đa số là nói cân nặng miệng thôi chứ ít ai cân lắm, tại vì nhìn nó bự thôi chứ cân nhẹ hiều à. Rồi cái con cam thừng á, thì cái mình nó nhỏ, nó chỉ được cái bộ khung dài đòn và cái bộ xương cao to thôi, cho nên nó cũng không quá nặng. Nhưng mà khi đem mà lai con cam với con Đước lại á, thì nó sẽ ra con cam lai, thì nó có khả năng thừa hưởng được cái dài đòn và cái bự của mẹ, thì nó có khả năng bự con. Đây của mình cũng là con Đước lai cam, nó dài dài ương. Lông nó thì chủ đạo là vàng và sọc. Mình đây mình cũng có 2 3 loại ra nằm phè. Đây cái màu lông của con cam lai Đước một lần đây là lông nó vàng và sọc đen, có phần hơi trắng chút xíu đó, thấy không? Con này là tơ mới có 7 tháng mấy thôi, nó đã 5 kg mấy rồi đó. Màu lông nó không có xám trắng xám trò như con Đước, mà nó hơi ngã vàng, nó hơi vàng, có con thì vàng hơn và sọc đen. Đây là con cam lai một lần lai cam, có nghĩa là lấy con cam nhảy với con Đước sẽ là một lần lai cam. Rồi tiếp theo nữa, sau khi mà đẻ ra một lần lai cam rồi, vẫn chưa có thấy thỏa mãn được cái độ mà dài dài của con tròn, tại vì con cam nó rất là dài, mà con tròn á mà dài đòn á là đẻ thường rất là ok hơn lợn tròn ngắn đòn, và nuôi rất ít bị
vì mập đó. Thì sau này nếu mà nó xét về nuôi thương phẩm á, thì nuôi con cam á, nó ít bị mập hơn, thì khả năng thịt ba gọi nó nhiều, thì dễ buôn bán và giá cả nó im hơn đó. Thì đây mình tiếp tục có một con cam lai nữa, mà con cam lai này là lai hai lần, có nghĩa là con cha cam nhảy con mẹ phối con mẹ đước, đẻ ra con cam F1, cam lai F1, rồi lấy con cam lai F1 đó cho phối với một con cha cam khác nữa là lai hai lần cam đó. Thì lần này là con chọn bắt đầu là vàng nhiều, coi như là con chọn muốn vàng quét luôn, và nó đen thùi lùi, nhưng mà nó không đen như cha nó thì chủ đạo là đen, còn nó là khoảng 50 vàng 50 đen đó. Thì đây con này là con cam lai hai lần cam lai nè, các bạn thấy không nè, thấy không, thấy cái dáng nào dài dài thòn luôn, và nuôi rất là mau lớn. Đây là con cam lai hai lần cam lai, để mình mở cho coi kỹ cái màu lông. Màu lông chủ đạo là màu đen và màu vàng. Đó, dài. Chỉ một từ nói về con cam thôi, cam lai thôi là dài. Và thừa hưởng được con mẹ nó có bụng nữa, nhìn nó mình mà nhìn nó vừa phải hơn. Còn con cam thần á, cam không lai á, là cái mình nó nhỏ xíu à, nhìn nó mỏng mảnh lắm. Cái ưu điểm là dài đòn, bự con. Đây là con cam lai. Cam lai hai lần cam. Con này cũng là hai lần cam. Mình ở cái mé sông cho nên, nhưng mà sông mình ít có ghe chạy, lâu lâu mới có một lần nó nghe ghe chạy, nó cũng hơi giật mình. Đây cái màu nữa không, vàng và đen. Con này là con baby cái, con này là cam lai hai lần cam. Đây và một cục, đây cũng là một con cam lai hai lần cam nữa. Lông cũng chủ yếu là vàng và đen. Con này thì vàng nhiều hơn, thì khả năng nó ra vàng và đen thì cũng tùy theo con, có khi ra đen nhiều, khi ra vàng nhiều, nhưng mà cái màu chủ lực của nó vẫn là cái màu vàng và đen, vàng đậm và đen đậm. Còn con cam lai mà lai một đời cam một đời đước thì màu nó vàng nhạt hơn, và nó có hơi màu cho và đen. Ưu điểm dài đòn. Mặt trắng, nhìn cái dạng này là giống như là ta gọi là cao to đen hôi, nhưng mà mình nuôi đây không có hôi, cao to đen thôi chứ không có hôi, tại vì mình tắm rửa sạch sẽ. Đây, đây. Khô dáng rồi nè. Dài ương, đặc điểm chung nó là dài thôi chứ không có gì nói nữa đó. Rồi theo cái kinh nghiệm của mình và cũng cái sự may mắn của mình là có quen biết được nhiều anh em có nhiều cái giống chồn để mà mình đi tham khảo, nên và được anh em chỉ tận tình. Nói như thế nào thì mình cũng biết được nhiều loại giống. Mình biết được nhiều loại giống và mình cũng hiểu được những cái ưu điểm của những loại giống để mình chia sẻ cho anh em hiểu về cái hai cái loại giống, các loại giống hiện nay thường trên thị trường anh em mua đa số 90% là giống đước. Còn cam lai là đa phần dứt phát từ Cà Mau. Nhưng mà miệt Cà Mau khi người ta đã sinh sản ra nhiều, người ta bán ra với số lượng cũng còn hạn chế, thì đa phần nhiều anh em vẫn không sưu tầm được cái giống cam lai.
đó. Thì đa phần là bây giờ là đước đó. Thì giá cả trên thị trường thì tùy theo mỗi trại mỗi bán khác nhau. Anh em mua giống 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu một cặp thì khả năng anh em mua những giống đước nhỏ con là chuyện bình thường. Và những anh em mua 10 triệu, 11 triệu thì có thể là mua 12 triệu thì có thể là đước bự con hoặc là cam lai. Đó, cái đó cho nên mình phải lợi chạy mình xem. Bố mẹ thì mình hãy quyết định là về giá cả, tại vì giá cả đi đâu chất lượng. Nhiều anh đâu phải là giống người ta như vậy người ta bán cho mình mắc hay là rẻ đâu, thì nó cũng phải tùy theo. Đây, dòm kỹ lại cái màu lông. Mình ở đây thì đước có, cam lai có, thì cam lai hai lần có, cam lai một lần có. Và sắp tới mình sẽ chuẩn bị nhập thêm con giống gì để đăng đàn cho nó nhanh. Mình sẽ mua thêm một lô cam lai nữa về để đăng đàn. Chứ ở nhà sinh sản ra thì đăng đàn cũng hơi chậm. Và mình muốn đăng đàn là những cái con giống là không phải con của những con tròn ở nhà, để sau này những con đực của mình có thể là phối được hết. Và sinh sản ra những con tròn con có thể không dính líu với nhau để mình ghép lại thành cặp, chia sẻ cho những anh em đi sau mình. Rồi, nói cũng hơi dài nhưng mà mình chia sẻ những gì mình biết được. Còn những anh em biết nhiều hơn mình thì thông cảm bỏ qua cho mình. Hẹn gặp lại anh em vào một dịp khác.